Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu nghệ sĩ Hải Bộ với câu cây sáo trúc. Chúng tôi sẽ có một bài thơ cách đây khoảng 50 năm xin được cống hiến toàn thể quý vị ngày hôm nay. Đó là bài Rụng Đào hay Rụng Giang Hồ của thi sĩ Nguyễn Tố. Khoan các bạn. Thưa quý vị, cách đây 2 năm, nếu quý vị đi ra sinh hoạt cộng đồng thường xuyên thì sẽ thấy Hải Bộ và Hà Phương luôn luôn có mặt bên nhau. Nhưng mà 2 năm trở lại đây, tuổi đã già về hưu rồi, không đi sinh hoạt nữa, nhất là về sơ văn cũng không đi sinh hoạt. Bây giờ chỉ đặc biệt có 2 nơi, đó là Hội Việt Học và ông giám đốc tâm của Tòa Thư viện Toàn cầu Việt Nam.
rượu đây em hãy ngồi một mình, người đời ai nhục ai quý, lên xe xuống ngựa linh đình mặt ai. Trời Tây mây kéo đen dày, mà bừng đông nọ một ngày một cao nghìn xưa thì ba văn hào, mà nay hàng rộng được bao lâm người rộng thơ ta sống với đời cả.